Kính thưa quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa, chúng tôi xin thuật lại bài Dung dinh trái đất do kỳ vân cư sĩ biên khảo như sau. Đánh lô, đánh đề là trò cờ bạc dựa theo kết quả sổ số kiến thiết miền Bắc mỗi ngày. Lô đề lấy hai con số cuối trong dãy số trúng thường của các giải sổ số, có tất cả bảy giải và một giải đặc biệt. Trong đó số đề là hai con số cuối trong dãy số của giải đặc biệt số lô là hai số cuối trong giấy số của các giải còn lại. Quế hạ ngươn, chư vị Bồ Tát Phật lâm phàm tùy cơ ứng biến tùy duyên hóa độ. Thời mặt Pháp chúng sanh mê ca hát sướng và mê luôn cả cờ bạc đánh đề lô tô. Vì vậy, Đức cậu bần sĩ vô danh thường thuyết pháp với giọng ngâm thơ ca hát theo điệu cải lương hay kêu giọng vẻ lô tô phương tiện lần từng bước dẫn dắt chúng sanh vào đường đạo. Sau đây là trích đoạn bài về lô tô do Đức Cậu Bần Sĩ vô danh ứng khẩu thuyết tại chợ Vườn Chuối Sài Gòn năm 1989. Ai khôn ở trại ai dại ở nhà, sẽ đến kia cả tần qua như thác. Lớp họ lớp hát lớp chát lớp chua. Ai thắng ai thua đúng mùa đúng tiết. Sống đi rồi biết hoa nguyệt sắp khai. Sự thế an bài số hai ra trước. Ở miền cần Đức Hải Biển gập gình. Cậu nói làm tin dung dinh trái đất một còn một mất đại chiến thứ ba bình dương kia cả sống coi gánh hát đủ đào đủ kép mặt đỏ mặt đen nó sắp đua chen khai màn sắp diễn thấy rồi cầu nguyện sống sót coi chơi cậu nói là lời nói đời nói loạn nói người dẹp dọn hưởng chọn bảo châu nói tỉnh nói khâu nói giàu nói khổ nói cho hoa trổ bối bổ thêm phần cậu nói dần lân tam hoàng cốt điễn đây rồi lập trận ở chốn ta bà tiêu của tiêu nhà tiêu là tiêu lụa tới màn ạc ụa bệnh dịch sạch trơn. Đừng có thua hơn khẩy đờn nhô nhổ. Đừng có gây gỗ cậu khổ biết bao, máu nọ còn trào xương kia còn chất. Từ đây bay phất ảnh hưởng mùi hôi, tại chức tại ngôi tại tồi tại bại, tại người nguy hại gây loạn chớ cùng. Đâu phải tại khùng gia thơ bí quyết, tại vì cậu biết cậu nói cho nghe, xuân đến sang hè cậu e nguy biến. Dáng về cầu nguyện nhiều chuyện lạ kỳ, cậu nói làm chi người khi kẻ rể. Đêm nay kinh kệ giáo lý bày khai, dáng sống cả hai coi ngày coi tháng. Coi rồi không chán sẽ dáng đủ màu, lớp miên lớp tàu lớp Nga lớp Mỹ. Việt Nam rên gì ơi hỡi làm sao? Nhật tảo tần bao kiếp nào trả nợ? Nói đây rồi sợ không biết vạn đường, cậu nói tận tường tam hoàng cốt điển. Nghe rồi ngụy biện đừng có giao thông, tặng chú tặng ông đôi dòng chút nữa. Nghe rồi đóng cửa để ý rồi tầm ta phải xa hầm lũ ma tặc tử. Ai ai nấy giữ xác sạch linh hồn, bảy nhiệt thiên môn tối tăm trời đất. Một con một mất dân tộc trầm kha, cậu nói cậu la cậu gào cậu thét. Từ đây trời quét dẹp dọn hồng trần, tình ngộ bớ dân dần dần rồi đó. Đừng nên la ó cậu lại buồn hưu, các chỗ cậu kêu chắc tiêu hết giáo. Cậu về cậu cáo với lịnh Phật trời, đặng gấp vậy thời lập đời cho sớm. Tiêu đi ghê gớm lũ quỷ tài yêu, để cảnh để kêu mai chiều khốn khổ. Long Hoa gần chỗ cậu nói tiếp ra, là con số ba. Trích băng ghi âm lộ huyền cơ năm do Đức Cậu Bần Sĩ vô danh ứng khẩu thuyết năm 1989 ở chợ Vườn Chuối Sài Gòn, kết tập sách Tinh Hoa Đàn Kinh Trang 139,142, Thiền Tịnh Biểu Sơn, Sydney, Ấn Tống năm 2000. Lời bình, trong bài về lô tô này, Đức Cậu Bần Sĩ kêu ra hai con số, số hai ra trước lớp hò, lớp hát, lớp chát, lớp chua. Ai thắng ai thua đúng mùa đúng tiết. Sống đi rồi biết hoa nguyệt sắp khai. Sự thế an bài số 2 ra trước. Và cuối bài là con số 3 ra sau. Ai ai nấy giữ xác sạch linh hồn. Bảy nhật thiên môn tối tăm trời đất. Một còn một mất dân tộc trầm kha. Cậu nói cậu la cậu gào cậu thét. Từ đây trời quét dẹp dọn hồng trần. Tình ngộ bớ dân dần dần rồi đó đừng nên la ó cậu lại buồn hiu. Các chỗ cậu kêu chắc tiêu hết giáo. Cậu về cầu cáo với lịnh Phật trời, đặng gấp vậy thời lập đời cho sớm. Tiêu đi ghê gớm lũ quỷ tà yêu. Để cảnh để kêu mai chiều khốn khổ. Long Hoa gần chỗ cậu nói tiếp ra. Là con số ba. Vậy con số hai ám chỉ cái gì? Và con số ba ám chỉ cái gì? Những bài pháp với nội dung thiên cơ thế chiến ba tận thế phải có những hình ảnh tiêu biểu để ám chỉ thời điểm xảy ra sự cố như tí, xỉu, dần, mẹo, hay là chuột, trâu, cọp, mèo. Bài về lô tô này có nội dung thiên cơ, nhưng không nêu lên những hình ảnh tiêu biểu ám chỉ thời điểm mẹo hay mèo, mà chỉ nêu lên con số 2 trước, rồi con số 3 sau. Vậy phải chăng hai con số này tượng trưng cho thời điểm xảy ra thế chiến ba tận thế, ví như những đoạn sấm thiên cơ thế? chiến ba do đức cậu thuyết sau đây đờn kêu hát khúc ai bi mèo kêu vang dậy thời kỳ mới khai năm mèo mới rõ mới hay cuối mèo phải chịu trắng tay khắp vùng mèo kêu đừng có nói khùng coi chừng hỡi sẽ chập trùng tới đây đờn kêu đức cậu không dây nửa mèo tặc tử tà tây loạn cuồng mèo kêu lệ chảy dầm tuôn ai ơi đừng khổ đừng buồn đừng lo đừng giàu đừng có bị so mau trơn hối cải rồi lo làm hiền. Đờn kêu cho tới thị thiền. Thôn quê cũng vậy nối liền cùng nhau. Đờn kêu sóng bùa ba đảo, ai khôn ai dại, ai giàu cũng vong. Đờn kêu ai ví thiện công. Rồi đây sẽ mở mây rồng tường chi. Kinh Phật Vương Di Lạc Trang 22-23, đến kết tập từ mở P3, luận cơ chi đạo từ phút 73 do Đức Cậu Bần Sĩ vô danh ứng khẩu thuyết năm 1998. Thiền tịnh biểu sơn Sydney ấn tống năm 1999. Hùng dữ ác ôi thôi có hạng, quá leo lề chắc bị cháy thiêu. Không sớm mai ắt cũng đến chiều. mèo thúc dục ôi thôi chắc hết, mê vật chất phải bò phải lết, cất ở đâu cũng móc cũng moi. Dấu vết kia mèo kiếm hằn hỏi. Đừng có chối ôi thôi oan uổng. Nó rõ ràng đừng nên chiều chuộng, ta nói đây sắp muộn cờ trời. Ai chí mình đừng có lả lơi. Ta nói đó chi rồi hiểu biết. Mèo vang dậy kêu ôi quá xiết. Ăn vụng chi phải thuốc chết nhầm. Chết thật là cũng chẳng có lầm. Tại gian ác móc moi tầm kiếm. Món ngon béo ta đang giấu giếm. Cũng tầm phăng để kiếm rồi ăn. Ăn vụng chi mèo chết nhăn răng. Thấy cũng khổ khó khăn thương xót. Mê mồi miếng mê điều dịu ngọt. Mê món ngon bị lọt hố sâu. Mèo kêu ba vang dậy thảm sầu tại gieo hắn rồi thôi phải lãnh. Nó ngao lên rồi, ôi xa cảnh, phải cố quào rồi mới buông tay. MP3, luận cơ chi đạo phút 42, Đức Cậu Bần Sĩ vô danh ứng khẩu thuyết, Kinh Phật Vương Di Lạc Trang 14-15, đến Thiền Tịnh Biểu Sơn, Sydney, Ấn Tống năm 1999. Qua hai đoạn sấm trên, Đức Cậu nêu lên niên con mèo xảy ra biến chuyển thế chiến ba tận thế hội Long Hoa, và trong bài lô tô Đức Cậu cho biết đánh ra hai con số, con số 2 ra trước và con số 3 ra sau. Giáp hai con số theo thứ tự sẽ có con số đuôi là 23. Vậy năm mèo mang con số thiên niên kỷ có con số đuôi là 23 sẽ xảy ra thế chiến 3 tận thế. Chắc chắn con số đuôi 23 là ám chỉ năm mèo quý mão 2023 bùng nổ chiến tranh Trung Đông giải Gaza, Israel. Dã rời năm mèo bần sĩ vô danh biết cơ trời, làm sao tránh khỏi kỳ vân ôi. Ba bên bốn phía đang vây phủ, trùng trùng điệp điệp đến không lơi. Rồi đây phong cảnh ôi thảm não, khắp trong hoàn vũ sẽ dã rời. Năm mẹo, tiên tri của đức cậu bần sĩ vô danh, suy đời luận đảo trang 100, thiền tịnh biểu sơn Sydney ấn tống năm 1998. Sydney, ngày 19 tháng 11 năm 2023, kỳ vân cư sĩ biên khảo xin chân thành cảm ơn quý phật tử quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem